Sau gần 2 tháng triển khai, Nanocovax vaccine COVID-19 đầu tiên của Việt Nam được thử nghiệm lâm sàng đã hoàn thành giai đoạn 1. Giai đoạn 1 là giai đoạn đánh giá độ an toàn của vaccine và dò tìm liệu lượng tối ưu. 60 tình nguyện viên chia thành 3 nhóm tiêm vaccine với 3 mức khác nhau là 25 microgram, 50 microgram và 75 microgram. Hiện sức khỏe của các tình nguyện viên đều ổn định. Các phản ứng sau tiêm rất nhẹ, thường chỉ mẩn ngứa, đau nhẹ ở chỗ tiêm. Một vài trường hợp có thể sốt nhẹ nhưng sẽ đều hết sau 1 đến 2 giờ. Sau Tết Nguyên đán, Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học quốc gia của Bộ Y tế sẽ tiến hành đánh giá kết quả ban đầu của vaccine Nanocovax, từ đó tiến tới triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2. Ở giai đoạn này, các chuyên gia tiếp tục đánh giá tính sinh miễn dịch và tính hiệu quả của vaccine.